Phần thứ nhất, chúng ta sẽ liệt kê những từ ngữ chỉ người thông qua bài tập sau. Yêu cầu của bài tập 1 là gạch bỏ từ không thuộc nhóm và đặt tên cho nhóm. Thứ nhất, chúng ta có các nhóm từ sau. Các con nghe cô đọc nhé. Cha, mẹ, chú, dì, ông, bà, cố, cụ, thím, mợ, cô, bác, cậu, anh, chị, lớp trưởng, em, cháu, chắt, chút, dượng, anh rể, chị dâu. Con dễ dàng nhận thấy các từ trong số những từ mà cô và Toliha vừa cung cấp cho các con đều là những từ chỉ người. Trong đó có một từ không thuộc nhóm này. Con đã nhận ra từ đó chưa? Đó chính là từ lớp trưởng. Từ lớp trưởng là để chỉ một bạn phụ trách chung cho lớp của con. Còn các từ còn lại là để chỉ những người thân trong gia đình. Như vậy, thông qua phần vừa rồi, cô và Toliha đã cung cấp thêm cho các con một số từ ngữ chỉ người thân trong gia đình hoặc dòng họ. Vậy là ở phần mở rộng vốn từ về từ chỉ người, các con đã được làm quen với một số từ ngữ để chỉ người thân trong gia đình, trong dòng họ. Vốn từ tiếng Việt của chúng mình rất phong phú trong cách gọi, cách xưng hô các người chỉ trong gia đình.